Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề sức khỏe gia đình. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ sinh mổ chỉ được chiếm từ 10 đến 15% tổng số ca sinh. Nhưng số liệu những năm gần đây cho thấy tỷ lệ mổ lấy thai tăng cao trên toàn thế giới. Tính đến năm 2010, tỷ lệ sinh mổ trên thế giới tăng cao. Cụ thể, Mexico là 44,8%, Hàn Quốc 35,2%, Thụy Sĩ 32,8%. Đặc biệt ở Trung Quốc, tỷ lệ mổ lấy thai rất cao, hơn 50%. Còn tại Việt Nam, tỷ lệ sinh mổ ở Hà Nội là 31,3%, Thành phố Hồ Chí Minh là 29,5%, Hải Phòng là 20,4%, Cần Thơ là 19,4%. Nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh mổ cao như hiện nay là do các thai phụ sợ đau, sợ tổn thương vùng nhạy cảm, tổn thương sàn chậu và nhiều người sinh mổ vì lý do chọn ngày giờ. Thưa quý vị, nhiều thai phụ sợ đau khi chuyển dạ nên đã lựa chọn phương pháp sinh mổ vì cho rằng đây là một phương pháp an toàn và nhanh chóng. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu thì sinh mổ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé sau khi sinh. Những ảnh hưởng đó là gì? Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Khi mà mang thai là bé có vấn đề trong thai, có nghĩa là bé bị nhau tiền đạo với lại nhau quấn cổ hai vòng. Thì khi mà 37 tuần 2 ngày là bé được chỉ định sinh mổ. Thì khi từ lúc mổ ra tới bây giờ thì không có vấn đề gì về hô hấp, mà chỉ là cái môi trường bên ngoài tác động thôi. Ví dụ như là người nhà có người bị hoặc là thời tiết đi thì bé sẽ bị sổ mũi chút xíu thôi. So với hai bé sinh thường của chị á, thì sức khỏe bé này yếu hơn, cháu hay bệnh vặt hơn á. Cụ thể là ví dụ như bệnh về đường hô hấp này, rất là hay ho thường xuyên, ví dụ như là mùa lạnh hoặc là bất chợt có tí nước đá vào nó cũng ho nước đá đó, hoặc là những cái khi cháy nó trời sơ cháu cũng ho rồi sổ mũi. Trước khi mổ thì mình cũng hơi lo, tại vì mình cũng biết là nếu mà em bé sinh mổ thì cái bé sẽ có khả năng là thở sẽ khó hơn là những bé sinh thường, ví dụ như là thở nó sẽ khò khè hơn. Mình cố gắng cho bé bú sữa mẹ thì bé nhà mình là bú sữa mẹ hoàn toàn, cho nên là cũng may là bé cũng chưa thấy có bị gì. Một số bà mẹ chia sẻ rằng con họ khi sinh mổ thường hay gặp những bệnh liên quan đến đường hô hấp và hệ miễn dịch của bé thì rất kém. Tại sao lại như vậy? Và ngoài những bệnh liên quan đến đường hô hấp thì bé còn phải gặp những vấn đề nào nữa nguy hiểm đến sức khỏe? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hạnh Lê, Chủ tịch Hội đồng Nhi khoa và Sơ sinh đến từ Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Thanh Điền và Thanh Ngọc xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Điền, Thanh Ngọc và xin chào tất cả quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là khi mà sử dụng phương pháp sinh mổ thì em bé thường gặp những vấn đề gì ạ? Vấn đề của các bé sau khi sinh mổ thì phụ thuộc rất nhiều vào nguyên nhân tại sao mình đi mổ. Nếu như cái đấy là nguyên nhân từ người mẹ, ví dụ như là do mẹ bị một cái bệnh lý, ví dụ như là mẹ bị tiền sản giật, mẹ bị một bệnh nhiễm trùng có thể lây nhiễm cho em bé, thì chúng ta bắt buộc phải mổ. Một cái lý do mà bây giờ rất nhiều người gặp là sinh mổ hoàn toàn không phải vì bệnh của mẹ, không phải vì bệnh của đứa bé trong bụng mẹ mà phải sinh ra đời, mà hoàn toàn vì vấn đề là tôi thích cái ngày đấy. Tuy nhiên là sau khi sinh thì em bé có những vấn đề, ví dụ như là em bé bị ngạt do ứ động dịch hô hấp, rồi em bé không được gần gũi mẹ sớm vì là cuộc mổ mà, cho nên đẻ ra là mẹ đâu có tỉnh táo và mẹ cũng đâu có thể nào ngay gần con được. Rồi cái nữa là em bé sẽ có hệ miễn dịch không phát triển và em bé sẽ có những cái vấn đề về đường hô hấp, về dị ứng hen suyễn, và lâu dài sau này thì sức đề kháng của em bé sẽ kém, cũng như là các bệnh tật về đường hô hấp sẽ gặp rất là nhiều, ví dụ như là bị hen suyễn, bị chàm, bị dị ứng và một số vấn đề khác về tâm lý. Người ta cũng chưa chứng minh hoàn toàn nhưng mà nhiều người đã thấy là những em bé sau sinh mổ thì em bé sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là nó hơi cô đơn hơn những đứa khác. Nó có cảm giác xúc giác, cảm giác căng thăng bằng vì tâm lý của nó không được hoàn toàn như những đứa trẻ sinh bằng đường bình thường. Như vậy thì tại sao những em bé sinh mổ lại dễ gặp phải những bệnh lý như bác sĩ kể trên hơn so với những em bé sinh thường? Khi mà em bé ra đời mà bằng cái đường bình thường thì mình có những cái lợi của mình. Thứ nhất là qua ngả âm đạo bình thường thì ở ngay cái chỗ âm đạo của mẹ á, là có những cái vi khuẩn mà có lợi cho em bé. Và khi em bé nó đi qua cái con đường đó thì nó được tiếp xúc đầu tiên với những cái vi trùng có lợi đó, và nó giống như nó đánh thức cái hệ miễn dịch của em bé sớm tỉnh giấc, làm cho em bé có khả năng chống đỡ bệnh tật tốt sau này. Như vậy là hệ miễn dịch của em bé nó sẽ thức tỉnh chỉ sau 10 ngày nếu mà qua cái đường âm đạo bình thường. Còn nếu mà sinh mổ 6 tháng sau
em bé mới hoàn thiện hệ miễn dịch giống như em bé 10 ngày sinh thường. Một cái nữa là khi em đi qua cái cửa hẹp đó thì em bé mình nghĩ bụng mà tại sao một cái đường nhỏ như vậy mà một cơ thể 3 kg nó có thể chui qua. Thực ra nó vẫn đi qua được nhưng mà em bé nó phải chồng các xương khớp nó lao nhau lại, nó co cái vai nó lại, nó uốn người để nó đi qua đấy. Từ khi em bé uốn người đi qua như vậy thì em bé, cái phổi của em bé nó bị ép lại và toàn bộ cái dịch nước ối mà em bé nó đã uống ở trong bụng mẹ nó đi qua phổi thì nó được vắt kiệt qua khi đi qua đường đấy, làm cho phổi em bé được sạch và không còn các cái dịch ở trong cái phổi nữa. Vì vậy khi bé ra đời phổi bé rất là tốt, bé cất tiếng khóc chào đời thì đã là một cái phổi thoáng ra và nó nở ra, làm cho đường hô hấp của bé rất là tốt. Một vấn đề nữa là khi mà em bé ra đời mà bằng cái đường bình thường thì bé sẽ được bú mẹ rất là sớm, bởi vì mẹ đẻ thường là mẹ có thể gần con ngay. Thì bú mẹ sớm thì cái rất là quan trọng là cái sữa non mà trong vòng 24 tiếng đầu đời là cái sữa mà vàng đặc sánh đấy, nó gồm rất là nhiều những cái kháng thể, nó làm cho em bé phát huy cái khả năng miễn dịch của bé tốt hơn. Một cái quan trọng nữa là bé sẽ được gần gũi mẹ con sớm, tạo nên cái liên kết mẹ con rất là sớm, làm cho em bé nó có khả năng giống như là giao tiếp sớm với cuộc sống. Còn những em bé kia thì không có những cái đấy. Với những chia sẻ vừa rồi thì chắc chắn rằng là chị em phụ nữ nào mà đang tính toán đến việc sinh mổ trong tương lai thì phải cân nhắc kỹ hơn. Trong những trường hợp mà bắt buộc phải sinh mổ thì chúng ta có thể có những giải pháp nào giúp hạn chế những cái vấn đề mà trẻ em sinh mổ gặp phải? Nếu mà mình đã quyết định sinh mổ thì mình phải suy nghĩ rằng thứ nhất đấy có phải thực sự là chỉ định của bác sĩ hay không. Nếu đấy thực sự là chỉ định của bác sĩ thì mình vẫn phải tuân theo thôi. Cái thứ hai nữa là mình phải suy nghĩ là khi mà mình đã chọn sinh mổ thì cái gì tốt hơn cho em bé thì chúng ta phải mang đến, đúng không? Vậy thì chúng ta phải chọn một nơi có uy tín, có đội ngũ bác sĩ giỏi, y tá giỏi, trang thiết bị tốt. Ví dụ như mà em bé mình biết trước là đằng nào mình cũng phải sanh sớm nó, bởi vì một lý do nào đó em bé chỉ có 33, 34 tuần thai thôi, hay là 32 tuần thai mà nó phải ra đời, thì chúng ta không nên chọn những cơ sở mà quá yếu kém. Bởi vì em bé ra đời, thứ nhất ấy, là em bé nó sẽ suy hô hấp sớm, do chúng ta nói rằng là những em bé đấy nó chưa trưởng thành cái phổi của nó. Nó thiếu một cái chất rất là quan trọng để làm cho cái phổi của nó có thể mềm mại, co bóp, trao đổi oxy, gọi là chất suyệt phát tăng. Và em bé sẽ phải bơm suyệt phát tăng cho em bé. Ví dụ bác sĩ nói là bé này phải bơm suyệt phát tăng bởi vì tuổi thai của bé như thế. Thì khi mà mình bơm suyệt phát tăng thì mình phải nghĩ tới là bệnh viện đấy có máy thở không? Có đội ngũ y bác sĩ có thể làm được những công tác hồi sức cấp cứu đấy không? Và sau khi mổ, càng sớm càng tốt cho con được hưởng sữa mẹ. Và tối thiểu là phải được bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Bởi vì tới 6 tháng con mình mới tạo được hệ miễn dịch hoàn toàn như những đứa trẻ con sinh thường khác. Và một vấn đề nữa là mình biết rồi là em bé khả năng miễn dịch nó yếu, bởi vì là nó không được sinh qua ngã âm đạo, nó không được bú sữa mẹ sớm. Vậy thì chúng ta phải chăm sóc vệ sinh môi trường cho tốt để giữ cho em bé có khả năng chống đỡ bệnh tật tốt. Ngoài ra mình biết rằng là các em bé mà sinh mổ á, thì các em bé hay có những cái vấn đề mà lúc nãy mình có nói là có thể là cảm giác thăng bằng của em bé này, rồi các cái xúc giác của em bé này, tâm lý của em bé đôi khi có những vấn đề. Vậy thì chúng ta hãy làm nào? Chúng ta thương yêu em bé nhiều hơn bằng cách là chăm sóc em bé nhiều hơn, gần gũi em bé nhiều hơn để cho em bé có một cái tâm lý tốt. Một cái nữa là sau tất cả những cái đấy thì cái vô cùng quan trọng mà bác sĩ nhi khoa nào cũng nói đi nói lại là phải theo dõi tiêm chủng cho con mình đúng đủ. Bởi vì sao? Đây là những em bé không những là em bé nào cũng phải tiêm chủng, nhưng mà nhớ là con mình là sinh mổ, khả năng miễn dịch và khả năng chống đỡ bệnh tật của con có những vấn đề, cho nên mình phải tiêm đúng thời gian cho con. Thì vừa rồi chúng ta biết có những vấn đề lo lắng về tiêm chủng, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải tuân thủ cho con em và mình chọn những cơ sở tốt để mình có thể tiêm chủng tốt cho con. Từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói nhiều về nguy cơ của các bé sinh mổ. Còn bây giờ thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút về nguy cơ của các bà mẹ khi mà lựa chọn phương pháp sinh mổ không ạ? Trước hết, chúng ta cần phải nói tới cái nguy hiểm mà người mẹ có thể gặp vào trong lúc mổ, chính là cái vấn đề gây mê và vấn đề mổ. Tại vì chúng ta biết rằng là không phải lúc nào, ngay cả ở những cơ sở y tế giỏi nhất, thì cái công tác gây mê nó cũng là an toàn 100%. Bởi vì công tác gây mê đôi khi nó có những cái phản ứng của gây mê do thuốc đối với người sản phụ, và do kỹ thuật gây mê đôi khi nó cũng có những cái trục trặc làm cho ảnh hưởng tới người mẹ. Cái thứ hai là dù mình có thể, ngay cả khi mình đã chọn được cơ sở tốt, thì không phải lúc nào bác sĩ 100 lần mổ cũng là 100 lần an toàn. Bởi vì đẻ mổ là một cuộc phẫu thuật, và phẫu thuật thì cũng có những lúc không an toàn cho người sản phụ. Khi mà sinh mổ thì các bà mẹ
là sẽ phải gặp phải những cái mà nguy cơ cho cái lần có thai tiếp theo. Có lần thứ hai tiếp theo bởi vì sao? Chúng ta có vết mổ rồi. Như vậy là cái tử cung của chúng ta có nguy cơ khi mà chứa em bé trong đấy vì một lý do nào đó nó có thể vỡ tử cung vì cái vết mổ cũ trong khi có thai. Thế và khi mà em bé mà bị khi mà vỡ tử cung thì cái đứa bé có thể chết rất là nhanh. Đồng thời người mẹ nếu mà không được chuyển kịp thời đến một cơ sở y tế mà cấp cứu tốt cũng có thể tử vong. Ngoài ra thì người mẹ là có thể có những cái nguy cơ mà chúng ta đều biết, ví dụ như là mẹ là mất máu này, bị đau này và bị nhiễm trùng vết mổ. Chưa kể một cái quan trọng nữa là phải tăng cường cái chi phí nhiều. Để mổ tất nhiên là phải tốn kém hơn là đẻ thường. Ngoài cái đấy ra thì sau khi đẻ xong thì một cái nguy cơ nữa là người mẹ có thể bị dính ruột này. Tại vì cái đấy là thường là hậu phẫu là dễ bị. Rồi bị tắc ruột, dính ruột, rồi những nguy cơ như là ít sữa cho con. Vì là mình có thể mình phải sử dụng kháng sinh cho vết mổ, ảnh hưởng tới chuyện cho bú, rồi ít gần con hơn. Thưa quý vị và các bạn, tin rằng tất cả mọi gia đình đều mong muốn những cuộc vượt cạn của con em mình sẽ là những cuộc vượt cạn trọn vẹn, mẹ tròn con vuông. Và hy vọng rằng là những kiến thức mà bác sĩ Hạnh Lê vừa chia sẻ cũng sẽ trang bị thật tốt cho các gia đình, các sản phụ để có thể lựa chọn được một phương pháp sinh phù hợp. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hạnh Lê đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn Thanh Điền và Thanh Ngọc đã mời. Chỉ sinh mổ khi có chỉ định của các bác sĩ. Chọn các bệnh viện chuyên khoa có uy tín, có chất lượng dịch vụ tốt để được chăm sóc sức khỏe trước sinh và sau sinh một cách tốt nhất. Sau sinh nên cho bé bú mẹ càng sớm càng tốt và bé cần được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng sau khi sinh. Giữ vệ sinh cho bé cũng như môi trường sống xung quanh để đảm bảo cho bé có một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Và bây giờ sẽ là những mẹo vặt chia sẻ rất cần thiết cho mọi gia đình trong chuyên mục Sống Khỏe. Trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách đặt trứng sao cho đúng. Theo nhiều người có thói quen là đặt trứng đầu to ở phía dưới, đầu nhỏ lên trên. Tuy nhiên theo nhiều kinh nghiệm của các chị em chia sẻ thì chúng ta phải làm ngược lại. Nếu như vậy thì trứng sẽ tươi lâu hơn và lòng đỏ không bị bám sát vào vỏ trứng. Tốt nhất là chúng ta khi mà mua trứng về thì nên rửa sạch, lau khô, bỏ vào trong một hộp cạc tông và cất giữ ở cái ngăn mát của tủ lạnh. Nếu như mà trứng bảo quản trong tủ lạnh thì thời gian tốt nhất là từ 3 đến 5 tuần. Còn nếu như mà lấy trứng ra khỏi tủ lạnh rồi thì nên ăn ngay trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu để lâu thì trứng sẽ bị hư.